Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Community. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái công cụ Community Dashboard. Community Dashboard đó là một công cụ quản lý Community Cluster dựa trên nền web. Nó có một cái giao diện trực quan, dễ sử dụng. Các thông tin chính về Dashboard thì chúng ta đọc ở trong phần tài liệu của Community. Các phiên bản Unix của Dashboard thì chúng ta đọc ở trên GitHub. Phiên bản mới nhất của Dashboard bây giờ là version 2.0.0 beta 6. Chúng ta sẽ sử dụng phiên bản này để cài đặt. Trước tiên là chúng ta cài đặt vào cái hệ thống cluster của chúng ta mà hôm trước chúng ta đã tạo ra cái cluster có 3 lots, tức là nó hình thành bởi 3 cái máy master, worker 1, worker 2. Để triển khai Dashboard thì nó yêu cầu chúng ta triển khai cái file manifest theo cái đường dẫn, cái file gcommons yaml thực hiện bởi lệnh kubectl apply. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không triển khai một cách trực tiếp như thế, chúng ta sẽ tải cái file manifest này về và chúng ta sửa đổi đôi chút trước khi triển khai. Chúng ta mở lại cái thư mục learn kubility hôm trước của chúng ta ra. Tại đây chúng ta tạo ra một cái thư mục dashboard. Chúng ta sẽ tải cái file manifest gcommons yaml này về. Ta copy cái đường dẫn của nó. Chúng ta tải vào cái thư mục dashboard này. Chúng ta có thể dùng lệnh curl để tải. Curl tải cái file gcommons yaml về và lưu thành một cái file chúng ta sẽ đặt tên là dashboard version 2 beta 6 yaml. Rồi cái file manifest nó tải về nó lưu tại đây. Đây là cái nội dung file manifest yaml chúng ta tải về. Chúng ta sẽ chỉnh sửa một chút trước khi chúng ta triển khai nó. Khi chúng ta triển khai file manifest này bằng lệnh kubectl, nó tạo ra những cái thành phần. Ví dụ như tạo ra một nameplate trên là kubility dashboard, tạo ra một service account, tạo ra các service, tạo ra các secret, vân vân. Thì tất cả những cái thành phần mà nó khai báo cần tạo ra trong cái file manifest này thì đến cái thời điểm này thì có thể là bạn chưa biết, vì những cái thành phần này là thuộc cái lĩnh vực cơ bản của Kubernetes. Thì chúng ta phải có từng những cái bài học tiếp theo trình bày về những cái đối tượng này. Tuy nhiên để triển khai dashboard thì các bạn cố gắng thực hiện theo. Tiến hành sửa các thành phần gồm có: thứ nhất là chúng ta tìm tới mục service, nó có tên là Kubernetes dashboard. Tại mục spec thì chúng ta thêm một cái thuộc tính type, chọn là not spot. Tiếp theo là trong mục port thì thêm vào một dòng, đấy là not spot. Chọn một cái cổng để cái service này nó expose mà chúng ta sẽ truy cập được. Thì cổng chúng ta chọn như sau: mặc định các service kiểu not spot trong Kubernetes thì nó phải chọn cổng nằm trong cái giải từ 30.000 cho đến 32.767. Đây là cái thiết lập mặc định của Kubernetes. Tất nhiên là sau này thì chúng ta có thể đặt lại cái giải cổng mà chúng ta có thể chọn cho các service. Thì những cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Thì ở đây chúng ta cứ để mặc định và chúng ta sẽ chọn một cái cổng nằm trong cái khoảng này. Chúng ta sẽ chọn là 31.000 cho dễ nhớ. Rồi đấy là cái mục cần sửa về service có tên là Kubernetes.port. Mục tiếp theo chúng ta cần sửa là chúng ta tìm tới cái mục secret, nó có tên là Kubernetes.port. Thì chúng ta sẽ comment cái thành phần này lại và chúng ta không triển khai nó. Cái script có tên là Kubernetes.port này là trong đó nó có chứa những cái xác thực SSN để chúng ta truy cập được vào dashboard thông qua HTTPS. Chúng ta comment lại cái thành phần này để sau đây chúng ta sẽ tiến hành triển khai một cách thủ công. Script có tên là Kubernetes.port, trong đó nó có chứa những cái xác thực SSL mà chúng ta tự sinh ra, tức là tự xác thực. Nội dung chỉnh sửa chỉ có vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ triển khai. Chúng ta vào cái thư mục có chứa file dashboard v2 beta 6. Chúng ta sẽ triển khai vào Kubernetes các thành phần, các tài nguyên nó định nghĩa trong cái file dashboard v2 beta 6 yaml này.
Thì để triển khai chúng ta sử dụng lệnh kubectl apply tham số trừ f và chỉ ra file cần triển khai dashboard. Khi triển khai file này thì nó đã tạo trong cluster những cái thành phần gồm có tạo ra một cái name page kubernetes dashboard, tạo ra service account có tên là kubernetes dashboard, tạo ra service, tạo ra các subscript, vân vân. Chúng ta kiểm tra xem là các pod ở trên namespace dashboard này nó có những cái pod nào và có đang hoạt động hay không. Kubectl getpod từ namespace tham số trừ n kubectl dashboard thì nó triển khai hai pod, trong đó một cái pod metric này thì đang hoạt động rồi, còn cái pod kubectl thì là nó vẫn ở cái tình trạng là container creating, tức là đang tạo container. Bây giờ chúng ta phải tạo cái script có tên là kubectl dashboard cert, trong này nó có chứa những cái xác thực mà chúng ta tự xác thực. Thì đầu tiên là chúng ta phải sinh ra các file tự xác thực. Thì chúng ta làm như sau. Ta tạo ra một cái thư mục tên là cert. Ta tạo cái thư mục đó ở trong cái dashboard này. Cert đây. Rồi cái checkbox cái thư mục cert này là 777. Xin lỗi cái tham số error. Rồi chúng ta chạy cái lệnh OpenSSH với những cái thông số như trên. Cái lệnh OpenSSH này để nó sinh ra cho chúng ta các file xác thực. Sau khi chạy cái lệnh này thì nó sinh ra cho chúng ta những cái file như dashboard key, dashboard csr. Rồi nó đã sinh ra cho chúng ta hai cái file dashboard key, dashboard csr. Rồi tiếp theo chúng ta chạy cái lệnh OpenSSH509. Rồi sau cái lệnh này thì nó sinh ra cho chúng ta những cái file xác thực mà chúng ta có thể sử dụng. Đó là dashboard csr, rồi là dashboard key. Bây giờ chúng ta phải tạo ra một cái secret đặt tên là kubernetes dashboard cert. Thì trong đó nó có chứa nội dung của những cái file này. Thì tạm thời ở đây chúng ta hiểu cái secret nó giống như là một cái volume, ổ đĩa, trong đó nó có chứa những cái mẩu tin rất là nhỏ, những cái thành phần nhạy cảm thì chúng ta lưu vào cái loại ổ đĩa tên là secret. Thì chúng ta sẽ tạo cái secret có nội dung ba cái file xác thực này. Chúng ta thực hiện lệnh là kubectl create secret generic, tạo ra một cái secret có tên là kubectl dashboard cert. Trong cái secret này nó có nội dung của các file lấy từ cái thư mục cert. Cái script này tạo ra ở cái khu vực cái name page là kubectl dashboard. Rồi nó đã tạo cho chúng ta cái script có tên là kubectl dashboard cert. Chúng ta thử kiểm tra. Kubectl get script lấy tất cả những cái script thuộc name page kubectl dashboard thôi. Chúng ta thấy là có cái script có tên là kubectl dashboard cert có ba cái file dữ liệu. Nếu mà chúng ta muốn xem chi tiết hơn về script này thì chúng ta có thể sử dụng lệnh kubectl declare, kubectl declare, declare về script. Script đấy nó có tên là kubectl dashboard cert. Tìm script này ở namespace là kubectl dashboard. Đó thì nó cho biết cho chúng ta là cái script có tên là kubectl dashboard cert thì trong đó có nội dung ba cái file. Đây là ba file xác thực SNM kubectl dashboard nó sẽ sử dụng. Ở đây là chúng ta tự xác thực bằng cách là sinh ra những cái file xác thực bằng cái chương trình OpenSSH. Thì sau này chúng ta có IP cụ thể, có domain cụ thể thì chúng ta có thể mua xác thực hoặc là sử dụng những cái xác thực miễn phí từ bên thứ ba, vân vân. Chúng ta kiểm tra lại các pod đang chạy trên namespace là kubectl dashboard. Như vậy là các pod đã hoạt động rồi. Thì đến đây chúng ta có thể truy cập được đến dashboard. Để truy cập vào dashboard thì chúng ta truy cập thông qua cái dịch vụ kiểu logpod v
với cổng là 3100, thì có nghĩa là chúng ta có thể truy cập từ IP bất kỳ của các LoS với cổng là 3100. Cái service này nó là cái gì thì chúng ta phải có một cái bài học riêng, thì tạm thời chúng ta cứ cố gắng thực hành. Kubectl getLoss. Hiển thị thông tin chi tiết hơn về các LoS kubectl getLoss. Cho thêm tham số output or wise. Thì chúng ta có thông tin các LoS, địa chỉ IP của các LoS, thì chúng ta có thể truy cập vào dashboard thông qua những cái địa chỉ IP này. Ví dụ như là chúng ta truy cập vào thông qua cái địa chỉ IP của máy master 2. Cổng của dashboard là 3100. Cổng là 31.000. Thì khi truy cập thì nó đã báo là không cho phép sử dụng cái giao thức HTTP mà chỉ có sử dụng ở giao thức HTTPS. Đối với những cái truy vấn từ bên ngoài cluster và dashboard thì nó yêu cầu bắt buộc phải sử dụng giao thức HTTPS, thì chúng ta sửa lại là truy cập vào cái bằng cái giao thức HTTPS. Ở đây là nó lên cái cảnh báo, cảnh báo này là do là chúng ta sử dụng cái xác thực SSN là tự xác thực, nó không phải là xác thực bởi cái bên thứ ba, thì nó lên cái cảnh báo này thôi. Thì sau này chúng ta có thể mua xác thực cho những cái IP thật rồi là những cái domain thật của chúng ta thì là nó sẽ không xuất hiện những cái cảnh báo này nữa. Chúng ta bấm vào Advanced Accept. Như vậy là đến đây là chúng ta đã vào cái màn hình để đăng nhập vào dashboard của cluster. Chúng ta sẽ đăng nhập vào bằng cách sử dụng một cái mã token. Vấn đề là chúng ta phải lấy được cái mã token này để đăng nhập vào dashboard. Thì để được có được cái mã token này thì chúng ta phải có một cái user, trong đó là phân quyền cho user được phép truy cập vào dashboard. Khi chúng ta có được cái user đó rồi thì chúng ta sẽ có cái mã token. Chúng ta sẽ tạo ra một cái user nó có quyền truy cập vào dashboard làm như sau. Trong cái phần thông tin của dashboard, chúng ta truy cập vào cái mục là Create a simple user, thì trong đó nó có hướng dẫn là cách tạo ra một cái user cho cái dashboard này. Để tạo ra một cái user và được phân quyền cho user đó truy cập được vào dashboard thì chúng ta phải triển khai hai cái thành phần. Thứ nhất là tạo ra một service account đặt tên là admin user thuộc namespace. Sau đó là phân user bằng cách triển khai những cái đoạn mã ở như trên. Chúng ta sẽ tạo ra một cái file trong dashboard này đặt tên là admin user YAML. Chúng ta sẽ đưa vào cái file manifest này gồm có là tạo ra một service account đặt tên là admin user. Ta copy, gạch gạch gạch. Tiếp theo là chúng ta phải khai báo là tạo ra một cluster zone by phân quyền cho cái user đó. Thì chúng ta chỉ việc triển khai cái file này lên thôi. Kubectl apply tham số chữ F, cái file đó đặt tên là admin user. Rồi nó đã tạo cho chúng ta một cái service account là admin user. Khi chúng ta có một cái account admin user này rồi thì chúng ta có một cái secret, trong cái secret đấy nó có chứa cái token mà để chúng ta truy cập vào được dashboard. Chúng ta kiểm tra các secret kubectl get secret, lấy tất cả những cái secret thuộc namespace kubility dashboard. Cái secret mà nó chứa cái token cho cái user là admin user thì nó có tên là admin user token. Kiểm tra thông tin chi tiết của cái secret này, kubectl describe secret. Secret có tên là admin user token. Secret này thuộc namespace là kubectl dashboard. Ở trong cái secret này nó có chứa cái token, thì chúng ta copy cái token này vào
Và chúng ta sử dụng cái token này để đăng nhập vào community.box. Chúng ta dán cái token vào. Sign in. Rồi như vậy là chúng ta đã đăng nhập được vào community.box. Đây là cái giao diện làm việc của Dartboard. Thì trong cái giao diện của Dartboard này thì nó cho chúng ta một cái nhìn rất là trực quan về cluster của chúng ta. Chúng ta có thể tra cứu và quan sát hầu như mọi hoạt động của cluster trên cái giao diện này. Ví dụ như cluster của chúng ta có bao nhiêu rows, có 3 rows, node master, worker 1, worker 2. Để xem thông tin chi tiết về một node nào đó thì chúng ta bấm vào cái node đó. Thì nó đưa ra tất cả những cái thông tin chi tiết về cái lot đó, từ CPU, bộ nhớ, connection, rồi là các port đang chạy, rồi là những cái thành phần khác như persistent volume, storage class. Ở đây là chúng ta đang truy vấn ở cái namespace mặc định, thì chúng ta có thể chuyển sang một cái namespace bất kỳ hoặc là liệt kê trên tất cả những cái namespace. Ví dụ như chúng ta liệt kê tất cả các port trên tất cả các namespace thì chúng ta thấy là có những cái port đang chạy, rồi là các deployment daemon set, các service ingress, các script vân vân. Thì đối với các port thì nó cũng cho thông tin chi tiết về các port đó đang chạy ở trên node nào, tình trạng của các port đó, số lần khởi động lại. Đối với bot thì chúng ta có thể thực hiện ví dụ như là xem log của bot, rồi là chạy một cái lệnh ở trong bot, rồi là chỉnh sửa lại bot hoặc là thậm chí là xóa bot. Tương tự như thế là trong các deployment chúng ta có thể có những cái thao tác như xóa, scrape, chỉnh sửa. Từ đó bot thì chúng ta cũng có thể triển khai tạo các bot, tạo các deployment, rồi là tạo các dịch vụ vân vân. Giống như là chúng ta thực hiện được từ những cái lệnh QSTL, chúng ta có thể triển khai được mọi cái thành phần mà chúng ta khai báo vào trong một cái nội dung YAML. Đây là các dashboard trong cluster gồm có 3 lot của chúng ta. Trong buổi trước thì chúng ta có ngoài cái hệ thống cluster có 3 lot như này thì chúng ta còn có một cái cluster, đấy là cluster Kubernetes trong Docker. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ triển khai dashboard trong cluster Kubernetes trong Docker như sau. Chúng ta chuyển sang làm việc với cluster Community trong Docker, kubectl config get context. Ta chuyển sang cái context là Docker desktop, kubectl config use context. Rồi nó đã chuyển sang cái context là cho Docker desktop rồi. Ta kiểm tra xem kubectl get logs. Community trong Docker desktop chỉ có một log này thôi. Đối với Kubernetes trong Docker Desktop thì chúng ta có thể truy lập được các thành phần của nó từ cái máy host. Thì trong cái quá trình triển khai dashboard đối với cluster này thì chúng ta triển khai một cách đơn giản hơn. Đối với cái file triển khai này thì không cần chỉnh sửa gì cả mà chúng ta có thể là triển khai ngay cái lệnh kubectl apply đến cái file gcommon này. Ta có thể chạy ngay. Nó cũng tạo ra trong cluster những cái thành phần giống như cái những trường hợp trước. Chúng ta chú ý là đối với Kubernetes trong Docker Desktop thì chúng ta không cần phải triển khai SSL. Từ máy host chúng ta có thể truy cập vào được dashboard thông qua giao thức HTTP mà không cần phải HTTPS. Để truy cập vào được dashboard mà chúng ta không cần triển khai SSL, không cần chuyển dịch vụ thành Notspot thì chúng ta sử dụng proxy. Chúng ta sử dụng lệnh kubectl proxy. Proxy đang làm việc, chúng ta có thể truy cập vào được các API từ máy host với cái cổng là 8001 localhost cộng 8001 các API. Thì trong đó để truy cập thẳng vào dashboard thì chúng ta truy cập theo cái đường dẫn, theo cái đường dẫn chúng ta copy cái đường dẫn này vào. Rồi chúng ta cũng vào cái màn hình đăng nhập cho dashboard của Docker Desktop. Ở đây chúng ta cũng phải lấy cái mã token. Thì chúng ta cũng phải triển khai cái file là admin user này để chúng ta có được cái token kubectl apply app. Ta tạm thời tắt
cái proxy đi. Khi chúng ta tắt cái proxy đi thì chúng ta không còn truy cập được các API nữa, nghĩa là chúng ta cũng không thể truy cập vào dashboard được nữa. Thì tại đây chúng ta sẽ liệt kê các secret để chúng ta lấy cái token kubectl get secret từ tất cả các namespace. Cái secret cho admin user lấy thông tin chi tiết kubectl declare secret. Secret đấy có tên là admin user token thuộc cái namespace Kubernetes dashboard. Cái token đây chúng ta copy cái token này, chạy lại proxy kubectl proxy, rồi chúng ta dán cái token mà chúng ta có được sign. Rồi như vậy là chúng ta cũng đăng nhập vào được dashboard của cluster trong Docker. Cái cluster này nó chỉ có một lot thôi, lot đó tên là Docker Desktop. Thì cũng giống như cái trường hợp trước thì dashboard này chúng ta có được một cái nhìn tổng quan của cluster gồm những cái pod, cái service deploy là đang hoạt động, vân vân. Trong quá trình tìm hiểu Kubernetes thì chúng ta vẫn chủ yếu là thực hiện trên cái lệnh kubectl. Nhưng mà đồng thời chúng ta có phối hợp với cả Kubernetes dashboard để chúng ta có được một cái nhìn nó trực quan. Trong quá trình học tập thì chúng ta cũng không nên lạm dụng sử dụng quá nhiều Kubernetes dashboard, thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng kubectl, vì kubectl nó giúp cho chúng ta có một cái hiểu nó có vẻ sâu hơn về Kubernetes. Còn sau này chúng ta đã hiểu hết rồi thì tùy chúng ta thích sử dụng kubectl hay là chỉ sử dụng Kubernetes dashboard thôi cũng được.